Đây là quán chuyên bán các đồ ăn sáng rất ngon tại Nha Trang. Đặc biệt quán có món bún cá sứa và chả cá ăn rất ngon. Và ngoài ra còn các món như bún riêu, bánh canh. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là bún chả cá sứa. Cá ở đây là cá thu thơm ngon, chả cá dai, giòn và đặc biệt là sứa rất tươi, giòn, thơm. Nước dùng trong nhưng ngọt. Ăn với bánh canh rất mềm và thêm các loại rau sống. Ăn rất tuyệt vời, giá cả rất hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.